thế giới không thể vận hành nếu thiếu ngành xã hội và nhân văn. Vậy ngành xã hội nhân văn có gì? Phát triển sự nghiệp trong ngành này ra sao? Khoa học xã hội giải quyết những vấn đề gì cho con người? Tất cả đã có trong Người trong môn nghề, ngành xã hội và nhân văn có gì? Đặt mua sách ngay tại nhà sách Spy Room. Xin chào các bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại với Spy Room. Hôm nay mình sẽ đem đến cho các bạn bài viết Thiết Phủ Đồ, một đơn vị thiết kỵ của Kim Quốc. Bài viết được viết và đăng tải trên website spyroom.com bởi tác giả Văn Minh Phương Tây. Và chúng ta hãy cùng đến với nội dung của bài viết ngày hôm nay nhé. Họ là một đơn vị huyền thoại, những kẻ đã gieo rắc nỗi khiếp sợ cho tất cả các đối thủ từng đối đầu. Những kỵ binh được trang bị khôi giáp nặng nề nhất trong lịch sử Trung Hoa, đội kỵ binh nặng hiếm hoi và hùng mạnh bậc nhất khu vực Viễn Đô, được biết dưới cái tên Thiết Phủ Đồ. Đây được coi là con át chủ bài của Kim Quốc trong các cuộc chiến tranh, từng tham gia hàng chục trận chiến quan trọng, góp phần tạo dựng nên những chiến công vang dội của người nữ chân khắp vùng phía Bắc Trung Quốc trong thế kỷ 12. Sự hình thành. Đã lỡ yêu Spy Room rồi thì subscribe ngay thôi và đừng quên bật nút thông báo để xem những video mới nhất từ nhà nhện nhé. Nhà Kim là một vương quốc nữ chân, được hình thành trên địa bàn tỉnh Cát Lâm và Hắc Long Giang ngày nay, Đông Bắc Trung Quốc. A Cốt Đả, Aguda, thủ lĩnh của bộ tộc Hòa Nhan, là người có công kiến quốc. Theo truyền thuyết, tên của vương quốc Kim, tức là vàng, bắt nguồn từ tên dòng sông nơi bộ tộc A Cốt Đả sinh sống. Sông An Chu Hu trong tiếng nữ chân có nghĩa là vàng. Cũng có thể tên này được đặt để đối kháng với vương quốc thù địch của họ là nhà Liêu. Như A Cốt Đả khi lên ngôi đã nói, Liêu lấy sắt tinh luyện làm hiệu nhằm thể hiện sự vững mạnh. Sắt tinh luyện tuy cứng, song cuối cùng cũng bị biến hoại. Chỉ có kim là bất biến bất hoại. Liêu là một quốc gia người Khiết Đan, kẻ thù đầu tiên của nước Kim, có vị trí tại vùng phía Bắc, Đông Bắc Trung Hoa và Mông Cổ hiện tại. Tộc nữ chân trong suốt nhiều năm đã bị nhà Liêu nô dịch. Hàng năm, nhà Liêu yêu cầu tộc nữ chân phải tiến cống, phục dịch. Mỗi lần sứ giả nhà Kim tới, đều yêu cầu người nữ chân phải cử phụ nữ để hầu hạ. Thậm chí cả phụ nữ đã có chồng cũng phải phục vụ. Người Kim luôn nung nấu về một ngày sẽ quật khởi để chống lại sự áp bức từ nhà Liêu. Mùa xuân năm 1114, thủ lĩnh A Cốt Đả đã thống nhất được các bộ tộc nữ chân, đặt viên gạch đầu tiên cho quá trình khởi quật của người nữ chân. Những chiến binh người nữ chân dùng sức mạnh thiện chiến, sẵn sàng phục vụ dưới trướng của vị thủ lĩnh này, quyết tâm chống lại áp bức của người Liêu. A Cốt Đả đã phát động một cuộc chiến chống Liêu. Một năm sau, năm 1115, ông lên ngôi hoàng đế, thành lập nhà Kim, tập hợp quân đội và bắt đầu xuất binh chinh phạt Liêu. Một chương sử mới mở ra cho người nữ chân. Cuộc chiến dai dẳng kéo dài suốt mấy năm, cho tới năm 1121, người nữ chân đồng ý tham gia một liên minh trên biển, Hải Thượng Chi Minh với nhà Tống để cùng nhau diệt Liêu. Người Liêu giờ đây phải chống lại kẻ địch trên hai mặt trận. Trong khi quân Tống liên tiếp thua trận, thì quân Kim giành được hết chiến thắng này đến chiến thắng khác và buộc tàn quân Liêu phải chạy sang phía Tây. Trong những trận chiến với Liêu, chiến thắng của quân Kim đến từ việc triển khai một cách khéo léo những đội thiết kỵ thiện chiến của họ. Cuối cùng, Kim đã diệt Liêu cùng với Bắc Tống hình thế đồ. Năm 1125, sau cái chết của A Cốt Đả, nhà Kim phá vỡ liên minh với nhà Tống và bắt đầu nam tiến. Sự hưng khởi của nước Kim là một kỳ tích. Dưới sự lãnh đạo của A Cốt Đả và những chiến công huy hoàng của tứ hoàng Kim Ngột Chuật khởi phát từ những vùng bộ tộc nhỏ tại vùng đồng cỏ khô cằn quanh sông An Chu Chu. Họ chỉ mất 10 năm để chinh phạt toàn bộ nước Liêu và mất hơn 5 năm để tràn ngập phía Bắc Trung Quốc, tấn công kinh thành và bắt hai vua Tống làm tù binh. Những người lang thang, trong vòng chưa đến 20 năm, họ đã tạo dựng được một vương quốc rộng lớn hơn cả đế quốc Franskid của Charlemagne hay nước Pháp đệ nhất dưới thời Napoleon. Lịch sử đã chứng kiến sự phát triển rực rỡ và nhanh chóng của người Kim, nhất là quân sự. Trong quá trình chiến tranh và chinh phạt, họ đã liên tiếp phát triển các sách lược, chiến thuật và cả trang bị cho đội quân của mình. Khi giao chiến với quân Tống, họ đã gặp khó khăn khi đụng phải những khối bộ binh vững chắc với hỏa khí cực kỳ lợi hại. Lối đánh du mục của người Kim thích hợp với những trận tấn công vũ bão trên những chiến trường rộng lớn như là Thảo Nguyên phương Bắc, nhưng họ lại gặp vấn đề khi xua quân xuống miền Nam và đối mặt với những thế trận phòng thủ vững chắc của người Tống. Người Kim cần một lực lượng mạnh hơn, uy lực hơn, dũng mạnh hơn, sở hữu những đòn đánh có khả năng càn quét tất cả đội hình phòng thủ của người Tống. Tứ hoàng tử nước Kim là Ngốt Chuật đã tập hợp những kỵ binh giỏi và giàu kinh nghiệm nhất thành một đội quân, gọi là Thiết Phủ Đồ. Tham vọng của ông là biến lực lượng này trở thành một đội quân bất khả chiến bại, một đơn vị tinh nhuệ nhất trong lịch sử chiến trường. Đội tiên phong dũng mãnh.
Ngột Chuột muốn sử dụng đội kỵ binh này như một đơn vị tiên phong, luôn đi đầu trong các trận chiến, khả năng tung ra những đòn đánh nhanh và mạnh nhất có thể. Như một cơn bão, Thiết Phủ Đồ có thể tạo ra những cú sốc cho quân địch bằng những cuộc càn quét khủng khiếp tới mức đối thủ còn chưa kịp định hình và hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Ngột Chuột cũng muốn đội quân này khi cần có thể xuống ngựa chiến đấu như những người bộ binh nặng. Phong cách chiến đấu của những đơn vị này có thể đã chịu ảnh hưởng từ những kỵ binh Thiết Giao Tử của đế quốc Tây Hạ. Về Thiết Giao Tử, trong Tống Sử có miêu tả về đơn vị này như sau. Những kỵ sĩ có thể di chuyển hàng trăm đến hàng nghìn dặm một ngày trên mình ngựa. Họ là những kỵ sĩ xuất sắc, tấn công mạnh mẽ như sấm sét, di chuyển linh hoạt như mây bay. Khi gặp quân địch, họ tấn công phủ đầu bằng những đợt chạp mạnh mẽ và bất ngờ. Những kỵ binh này là một đội quân tinh nhuệ của Hoàng gia Tây Hạ. Họ tham gia rất nhiều chiến dịch, chỉ được bọc giáp ở mức độ trung bình. Ưu thế của họ đến từ độ dẻo dai và nhanh nhẹn. Những cây thương cũng có thể gắn chặt lên mình ngựa để phòng trường hợp người kỵ sĩ hy sinh, con ngựa vẫn có thể tiếp tục lướt đi gây sát thương và tự hoàn thành nhiệm vụ. Khác với Thiết Giao Tử, Thiết Phủ Đồ là những kỵ sĩ được trang bị những bộ giáp nặng nhất ở vùng Viễn Đông. Chúng ta sẽ khảo sát nhân lực, trang thiết bị và phong cách của đơn vị này một cách chi tiết ở phía bên dưới. Nói sơ qua một chút về bối cảnh của cuộc chiến tranh Tống Kim. Người Kim với khoảng 3 triệu người, một nửa trong số đó là người nữ chân đã tiến xuống phía Bắc Trung Quốc. Trong hơn 2 thập kỷ, số người nữ chân này đã thiết lập được sự cai trị lên 30 triệu người Hán bản địa. Sau khi chiếm được miền Bắc Trung Quốc, nhà Kim bị Hán hóa. Họ nhanh chóng tiếp thu rất nhiều nét văn hóa của Trung Quốc như trang phục, bộ máy quan liêu, nho giáo. Nhiều người nữ chân kết hôn với phụ nữ người Hán hoặc nô dịch họ làm thê thiếp nô tì. Các quý tộc nữ chân rất hứng thú với việc nghiên cứu kinh điển Trung Hoa và làm thơ kiểu Hán, nhưng họ vẫn giữ được vị trí độc tôn của những quý tộc nữ chân trong chính quyền. Nhìn chung, chính quyền và đội quân của Kim Quốc hoàn toàn do người nữ chân nắm giữ. Theo những ghi chép của Uông Nhược Hải, một người làm việc trong triều Tống đã quan sát được những cuộc chiến của Kim và Tống, thì Thiết Phủ Đồ là một đơn vị dành riêng cho con trai của các gia đình quý tộc nữ chân danh giá. Lòng trung thành của họ được đảm bảo một cách vững chắc. Các vị trí trong quân đội của người nữ chân được thế tập từ đời này sang đời khác và họ còn được ban phát đất đai. Những gia đình nữ chân được tổ chức theo chế độ mãnh an mưu khắc, 100 hộ hợp lại thành một mưu khắc, 10 mưu khắc thành một mãnh an. Đối chiếu với hậu duệ của họ là nhà Thanh sau này, cũng có cách tổ chức quân đội tương tự khi các vị trí trong lực lượng bát kỳ tinh nhuệ nhất đều được nắm giữ với những người thuộc dòng dõi quý tộc nữ chân. Kỵ binh được xem là lực lượng tinh nhuệ nhất trong quân đội, họ là lực lượng chuyên nghiệp duy nhất trong quân đội nước Kim. Họ được trả lương, chu cấp các trang thiết bị tốt nhất, được huấn luyện thường xuyên và có khả năng tác chiến đáng nể nhất khi so với các lực lượng khác. Trong khi đó, ngược lại, kỵ binh của người Hán đa phần là những đơn vị được trưng tập. Chính vì vậy, họ không thể so được với người Kim về kỵ binh. Họ khó có khả năng mở các cuộc phản công mạnh mẽ như người Kim mà chỉ thường tập trung phòng ngự. Lực lượng kỵ binh của Kim Quốc vốn đã tinh nhuệ và thiện chiến như vậy, Tứ Hoàng Tử Kim Ngột Chuột còn chọn lọc những chiến binh mạnh mẽ nhất. Siêu trang bị. Các Thiết Phủ Đồ được bọc giáp toàn thân, chỉ để lộ hai mắt và bàn tay, gần giống với các kỵ binh Ba Tư thế kỷ 4-7. Những con ngựa cũng được bọc giáp. Họ sử dụng giáp lamella và bông dày. Một kỵ sĩ sẽ được cấp cho hai con ngựa để đảm bảo được độ cơ động và khả năng tác chiến trong mọi tình huống. Vũ khí của họ cũng rất đa dạng. Ngoài một cây thương, họ còn có một chiếc chùy nhỏ, cung tên và đao. Kỵ binh Thiết Phủ Đồ ngoài khả năng tác chiến trên lưng ngựa và đánh theo đội hình thì họ cũng có khả năng chiến đấu độc lập vô cùng tốt. Họ được trang bị cả thang dây, sẻng và rìu để thực hiện các phương án công phá thành lũy và doanh trại. Họ thường được triển khai với số lượng lớn, khoảng từ 3.000 đến 6.000 người mỗi lần ra quân. Những kỵ sĩ châu Âu thời Trung Đại còn xa mới đạt đến con số này. Những đợt tấn công của họ trở nên chết chóc hơn bao giờ hết. Quy mô quân đội của các quốc gia phương Đông vượt xa châu Âu rất nhiều. Lưu ý, đây chỉ là đơn vị tiên phong của một đoàn quân khổng lồ, được hỗ trợ bởi 15.000 kỵ binh khác các loại và 40-80.000 bộ binh được trang bị tốt. Quân số của nhà nước Kim có thể đạt đến con số nửa triệu người, vẫn còn rất khiêm tốn nếu so với nhà Hán hay nhà Đường. Con át chủ bài trong tấn công. Thiết Phủ Đồ được sử dụng như một mũi dùi tiên phong lao thẳng vào đội hình quân địch. Triệu Ngạn Vệ, một người Tống đã ghi chép lại chiến thuật của họ. Những kỵ sĩ xếp thành hình tam giác hướng về phía trước. Họ lao về phía kẻ thù nhanh nhất hết mức có thể, rồi sau đó tỏa ra, chạy quanh bao vây quân địch, chờ cơ hội để tấn công thêm lần nữa. Nếu tình hình yêu cầu, họ có thể xuống ngựa chiến đấu như những người bộ binh. Trong một số ghi chép khác, quân Kim cũng sử dụng quải tử mã. Ba kỵ sĩ sẽ được liên kết với nhau bằng một sợi dây da. Tiến cùng tiến, lui cùng lui. Họ lướt đi, can quét và tàn sát bất kỳ tiên bộ binh xấu số nào bị kẹt ở giữa. Có nhiều tranh cãi xung quanh từ này,
có ý kiến rằng Quải Tử Mã là một đơn vị riêng, tách biệt với cả Thiết Phủ Đồ. Có ý kiến lại cho rằng Quải Tử Mã thật ra là lực lượng 10.000 kỵ binh chạy ở hai cánh, trợ chiến cho những đợt tấn công của Thiết Phủ Đồ. Thiết Phủ Đồ còn có thể xuống ngựa chiến đấu như một đơn vị bộ binh nặng. Trong trận chiến tại Tiên Nhân Quan, họ đã xuống ngựa và tiến lên theo đội hình của bộ binh. Điều này được thể hiện trong bộ trang bị của họ. Trong đó có nhiều vũ khí được trang bị cho bộ binh như là trường đao dùng để phá giáp. Thiết Phủ Đồ quả thực là một nỗi khiếp sợ với quân Tống. Họ thực sự bất lực trong suốt khoảng một thời gian dài trong nỗ lực tìm ra cách chống lại đội quân này. Thiết Phủ Đồ giúp quân Kim càn quét toàn bộ vùng miền Bắc Trung Quốc, công phá kinh đô của Bắc Tống, bắt sống luôn cả hai vua Tống, cùng toàn bộ triều đình và hoàng tộc nhà Tống, đẩy nhà Tống phải lùi xuống phía nam sông Trường Giang và lập ra triều đình Nam Tống tại đây. Nỗi nhục Tĩnh Khang thực sự là một vết đen trong lịch sử Tống Triều nói riêng và người Hán nói chung. Những trung thần nhà Tống đều nung nấu quyết tâm quật khởi để một ngày nào đó đánh bại quân Kim, khôi phục lại triều cương Đại Tống trước kia. Trong câu chuyện này, việc sáng tạo ra một chiến thuật để chống lại Thiết Phủ Đồ là một vấn đề được đề cao hàng đầu. Chống lại được Thiết Phủ Đồ có thể hóa giải 50% sức mạnh của quân Kim. Để chống lại những đội kỵ binh thiện chiến của quân Kim, quân Tống cũng đã phát triển những chiến thuật riêng của mình với những khối bộ binh vững chắc được trang bị nỏ, hỏa khí và các loại kích. Những tướng lĩnh nhà Tống như Lưu Kỷ, Nhạc Phi là những người đầu tiên đã có những chiến thuật để chế ngự được Thiết Phủ Đồ và có những chiến thắng vang dội trước quân Kim, khơi dậy niềm tự hào và hy vọng quật khởi cho nhà Tống. Một số trận đánh nổi tiếng trong giai đoạn này mà quân Tống giành chiến thắng có thể kể đến như là trận Thuận Xương, trận Yển Thành, trận thu phục 6 quận Tương Dương, trận Chu Tiên Trấn. Trong số đó, trận Thuận Xương và trận Yển Thành là hai trận đánh tiêu biểu mà quân Tống đã khắc chế và đánh bại được Thiết Phủ Đồ của quân Kim. Mặc dù giành được liên tiếp các chiến thắng, thậm chí đã khiến cho quân Kim phải lui quân đi rất nhiều và mở ra thời cơ lớn để thu hồi lại toàn bộ đất đai Bắc Tống cũ. Nhưng đáng tiếc, Tống Cao Tông cùng Tần Cối đã chủ trương nghị hòa, thu hồi binh quyền của Nhạc Phi cùng các tướng lĩnh khác và ra lệnh bãi binh. Mặc dù phải chịu một vài thất bại ở giai đoạn sau của cuộc chiến, nhưng về cơ bản, Thiết Phủ Đồ nói riêng và quân Kim nói chung vẫn thực sự là một thế lực rất đáng nể trong lịch sử chiến tranh của châu Á. Thiết Phủ Đồ dù có thể được phát triển từ Thiết Giao Tử của nhà Tây Hạ hay hình ảnh liên hoàn giáp mã của Bắc Tống, nhưng không thể phủ nhận được rằng họ vẫn là một sự khác biệt hoàn toàn so với các binh chủng trong lực lượng quân sự đương thời. Không có bất cứ một lực lượng nào có được trang bị đầy đủ và tinh nhuệ như họ, cũng không có một lực lượng nào đủ mạnh để tạo nên sự khác biệt trên chiến trường tới mức các đối thủ chỉ ăn và tập trung tìm cách khắc chế lực lượng đó. Thiết Phủ Đồ xứng đáng là niềm tự hào của nền quân sự Kim Quốc nói riêng và châu Á nói chung trong thời kỳ này. Nếu các bạn thích bài viết này, hãy like và share để ủng hộ chúng mình. Đừng quên bấm nút subscribe và nút chuông bên cạnh để không bỏ lỡ video nào bọn mình ra trong tương lai. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Đây là Spa Room, còn mình là Pink Dot. See ya!